Thế là chào các bác, cô chú, anh chị. Đấy, hôm nay ngày chủ nhật thì có cái phiên chợ ở Vạn Phúc đấy, thì không biết có bác nào đi không. Em không, hôm nay không đi, không biết có cái cây gì đẹp không. Các bác có cây gì đẹp hay hay thì comment em biết bác nha. Đấy thì em về quê vợ ở Thái Bình mà. Từ hôm thứ sáu. Đấy thì vừa mới lên đến Hà Nội thì mới tưới qua lượt cây ở hai ngày, hơn 2 ngày không tưới. Đấy, thứ 7 chủ nhật 2 ngày. Đấy, và cả tối thứ sáu cũng không kịp tưới. Thì trước đấy thì tôi có lấy được một ít rêu nhung này ở trong chỗ Đại học Bách Khoa ấy, các bạn. Thì hôm có cái tí việc, có cái dự án ở trong ấy thì đi lên, tình cờ lên cái mái mà nó giao cái hội trường C1, C2 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ấy. Nếu các bác nào công tác hoặc là có học ở trong đấy thì nhắc đến cái hai cái nhà C1, C2 thì đều biết cả. Đấy, thì em lấy ở cái đoạn mái mà nó giao với cái tổ giữ tòa C1 và C2 ở trên cái mái nó lát gạch này, các bác, nó lát gạch gạch nung ngày xưa đấy, thì chắc là rất xưa rồi, những cái mạch vữa này, những cái mạch vữa hoặc là người ta làm chắc xưa cũ rồi, thì nó cũng có những cái cát ở trên rêu này, nó mọc rất nhiều và chỉ việc bốc về thôi các bác. Nó dày một mảng, những cái mảng nó to, nó dày lắm, nó dày về cái lớp đất nó cát, nó dày và bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu lứa rêu nó đùn lên thì nó lổm nhổm ở trên nó, mà lại có lúc hôm đấy được mưa các bác, nó xanh ấy, mà nó nặng, cảm tưởng như bốc được một túi ni lông mà nó rất là nặng và nó đợi tích nước đấy, thì về rất là hay về cố mang về cho cái túi ni lông mà mang về thì đắp được một số cây đây, còn nhiều lắm nhưng mà không lấy được. Nếu bác nào mà biết chỗ đấy hoặc nhà gần thì lên để lấy thoải mái các bác, nó mọc tự nhiên mà trong trường, thậm chí là phôi trước, những cái cây phôi các bác mini mà mọc trên cây hoặc trên tường nhiều lắm. Nếu các bác nào thích đi tìm tòi, đi đào bới thì vào đấy, hoặc là lên phố Hà Nội thì nhiều lắm, trên cây những con chim nó bĩnh ra đấy mà, ăn hạt nó bĩnh ra đấy thì nó mọc nhiều lắm trên phố hoặc là những cái nhà cổ. Tôi đi đường tôi hay để ý, nó lại thành bệnh nghề nghiệp, chắc các bác nào chơi cây cũng vậy thôi, ra đường hay để ý lắm, nhất là trên cây, trên phố cổ hay trên những cái nhà cổ nó mọc rất là nhiều, xanh si rồi đề rồi, thậm chí là túc sộp mọc nhiều lắm. Sung, nhắc đến cái cây sung thì tôi thấy có một cái cây sung ở chỗ đầu Thợ Nhuộm với lại giao với Lý Thường Kiệt các bác, nhưng mà nó thuộc mặt phố Thợ Nhuộm Hà Nội ấy. thì nó có một, nó đi một đoạn nữa là đến cái chỗ khách sạn Mường Thanh ở Hà Nội ở Thợ Nhuộm, thì ở trên cái tòa nhà nó gạch cũ, nó tòa nhà cổ rất là to, thời Pháp xây xưa, thì ở trên mái nó có những cái mạch vữa mà gạch ấy, thì nó có một cái sung rất là to, chắc là nó gốc nó bự phải bằng cái bắp chân này, thì nó mọc luồn qua cái hòn gạch lục ở trên mái này, cả màng tường nó ăn vào đấy là nó rất ngọt ngào, nó cũng rất nhiều quả, nhìn phê lắm. Nhưng mà nếu mà lấy cái cây đấy thì nếu mà chủ nhà cho thì phải ăn mất một màng tường này thì không chơi được, ăn chắc vào gạch luôn, không có tí đất nào luôn đấy, huống chi là chắc cái nhà ấy mình không động vào được, chỉ ngắm thôi. Tôi thấy rất là thích đấy, cái cây túc này thì bây giờ nó túc cái sộp đấy, giờ là nó lá nó bắt đầu nó già, nó bánh tẻ thì nó hết cái màu đỏ rồi, hết cái màu đỏ đỏ tím tím rồi đấy, thì bây giờ mà tôi trước tôi đắp ít rêu rồi, hôm nay lên nó khô cong, nó cong hết lên cho nên nó lật mới được, lâu mấy ngày không tưới nó khô lắm, thời tiết hanh khô đấy, các đắp rêu nhìn khá là hay, nhìn bệ bãi nó nổi hẳn lên, cây rất là nhìn rất là thiên nhiên màu xanh, nổi hẳn lên các bác nhá, đấy nhìn quả bệ thì tụt sướng. Hôm nay không đi chợ được rất là tiếc, phiên cuối tuần thường là rất là đông vì anh em được nghỉ và anh em cây lên nhiều, cho nên là thì nắm được cái tâm lý mà anh em chơi cây hôm ý được nghỉ đi chợ thoải mái, nên là chắc là nhiều
nhiều cây đẹp, nhiều người đi, một phiên đông. Đấy là ngày rằm đó. Đấy, đây là cái cây cúc nha các bác. Nhìn xa thì bảo vệ sữa. Cây cảnh thì tôi xong rồi tôi sẽ phải sửa lại sau. Tôi đang nuôi hai cái này. Đấy. Và cơ bản tôi sẽ thu ngắn một chỗ ở đây nữa. Nhưng mà bây giờ cứ cho nó khỏe đi ạ. Chỉnh sửa thì cứ từ từ. Cái cúc có bệ bãi rất là đẹp. Bệ bãi rất đẹp, bác nhìn xa xa thấy rất sạch sẽ rồi. Cây nhìn là mình làm được nó sạch sẽ rồi, tiếp theo làm nó chuẩn chỉ hơn thôi. Sạch sẽ là nó ăn điểm. Bắt cho cả cái cây xanh này, sung bắt cho cả cái sung này. Đấy, địa chỉ lấy rêu rất là hay đấy bác, là bác vào những cái cơ quan hoặc nhà hoặc là những cái viện nghiên cứu hoặc kiểu như cái xưa hoặc cái tập thể nó nhiều lắm, ẩm ướt là nó nhiều lắm mà chẳng ai giữ đâu. Quan trọng mình có để ý mình nhìn thấy hay không. Đó, nó như kiểu bệnh nghề nghiệp ấy, đi hay để ý lắp cho kiểu cái này nữa. À, thì hôm trước tôi có tỉa cái này nhưng tôi không quay phim lại. Tôi giúp nó gọn lại cho nó đỡ lưa thưa nhìn nó khỏe hơn chút, răm nó khỏe hơn chút. Có người thích bay, thích lướt thì để nó dài răm. Có người thì thích rụt, khỏe khoắn, rụt dịt thì tỉa ngắn thôi. Chứ không có cái gì là đúng là sai cả. Và cái lối chơi mình như nào mình sẽ cắt như vậy. Đấy, cây xem quê thôi nhưng mà da nó rất là sáng đó. Da rất là sáng. Thì đắp rêu thì cố gắng để lại những cái bệ của nó. Và xen kẽ với rêu nhìn nó rất là sạch và nó tôn được cái bệ lên. Ví dụ cái túc kia nhìn rõ nhất, cái sộp nhìn rõ nhất. Thế là lấy cây này. Và bệ cây nào mà nó cốt chậu thì mình gắn rêu và nó rất là nổi. Tất nhiên nó có cái lợi là cái rêu nó đẹp và nó sạch. Các bác tưới tắm thì nó không bị tràn đất ra và sau này nó như một lớp nhung vậy. Đấy, và bệ rất là đẹp. Tích nước, giữ nước ẩm cho cây nhưng mà nó khỏi khó là. Và nó làm cho cây nó nhanh cảm giác có cái cốt chậu. Nhưng nó có cái khó là nó ăn rất dinh dưỡng và mình đôi khi mình bón hơi khó. Nó bị mình bón dinh dưỡng thì nó bị trôi đi hoặc là rêu nó hút đi một phần. Đấy thì cái gì nó có cái hai mặt của nó. Đó. Rêu đây. Đó, rêu chợ tàu. Đắp được cho cả cái cây quả bóng này, ngày xưa tôi gọi là cái quả bóng, nó tròn tròn này. Đấy, cây này đẹp, thực tế rất là đẹp. Vừa rồi lên đây thực tế là tôi bị cháy cây này đấy. Tôi bị cháy mất một ít cây này, bị cháy mất chỗ này. Thì bây giờ đang vực lại. Hôm trước tôi cắt cũng không khoe các bác. Để lại mấy cái tay này để liền cái sẹo này và hai và sau này nó to bằng ngón tay tôi sẽ cắt, tôi cắn thẳng xuống đây để tạo bệ từ tay cành ấy. Thì các bác cắt đến đây thì nó to nhá, nó già nó to, các bác cắt đến đây. Và cắm cái đầu này xuống là lấy cái dây nhôm quấn vào đây xong dúi nó xuống để định hình xuống, sau này nó sẽ bệ ở dưới này luôn. Đấy là một cái tạo bệ mà khi là một số chỗ nó thiếu. Đấy cũng là một cách tạo bệ. Đắp cho cây này. À, cây này thì cảm giác nó hầm hố, nó cục mịch, hầm hố rụt rịt. Đấy các bác nhìn phê. Tội thấy phê rồi. Nhiều anh em thích kia này, xanh đan điền, xanh đan điền. Đấy thì còn một vài mảng nữa thì đắp cho cái cây này cho nó ẩm thôi, để về quê mấy hôm vừa rồi về quê cho nó có nước nó giữ dưới này. Nếu mà khô trên mặt này thì dưới này nó vẫn còn ẩm, thì cây nó đỡ bị khô. Rồi cây mình mới bổ sung đất nó hay bị khô. Đấy, cây này còn một số cây nữa chưa đắp được hôm ấy không. Thực tế nó còn nhiều lắm các bạn, nhưng nó mình không tiện, mình đang có việc ở đấy. Và thứ hai là nó nặng lắm. Đấy, chẳng lẽ cứ loay hoay cả ngày mà cứ đào với trên ý thì cũng kỳ cục. Thì đấy thì tôi cũng được chút thành công là đây cây lục vừng thì cho vào một ít đất lên đây cho nó mát gốc thôi. Cây này thả nước trước, cứ để trong cái chậu kia. Đấy, nhưng mà nó không hợp lắm. Tôi cho thấp xuống cái này
để thảm nước. Đấy. Làm lớp thảm cho nó xanh xanh. Chứ không cây này thì đắp rêu nó không có tính nghệ thuật nhiều. Sau này thành nó thành một cái cốt đây thì mình nhấc đi đâu thì nhấc thôi. Đây là một vài cái cây, hay cái sung, vài cái cây đang có ở đây ở dưới chỗ mà tôi ngồi uống nước đây, trên tầng 3 ngồi uống nước các bạn. Đấy. Cơ bản là cũng sắm được mấy cái ghế đều ngồi đây cho vui, ăn điếu thuốc hay là có anh em nào đến ngắm cây thì cây đẹp thì chưa có nhưng mà có chỗ ngồi rồi đấy các bạn. Đấy. Đấy thì tâm đắc là mình đắp được cây sộp kia nó khá là hợp lý. Và cái cây này nó trồng trên đất Nhật cũng nhá, nhưng mà thực tế là tôi không thích đất Nhật đâu. Nó rất là khô và nó chỉ phù hợp với người nào thực sự là rất chăm chỉ. Rất là khô và đất này thì phải bón, nếu không bón là không có chất. Đất Nhật nhá, là đất nung nó sạch thế mà, nó nhẹ. Đấy. Thì đắp cho tí rêu cho nó đỡ bị khô cái mùa này. Mình cũng đi làm cả ngày mà. Đấy. Thì có một số cái chia sẻ với các bạn như thế là lấy rêu trong tự nhiên. Rêu là phải mua đấy các bác, nếu mà các bác mà không ấy là người ta bán ấy, mua đấy. Mình nếu mình thấy ở đâu mình lấy thì rất là tốt. Rất là tốt. Đấy. Thì đấy cũng là một cái địa chỉ anh em ở Hà Nội có thể ra lấy rêu rất là nhiều. Và một số cái gợi ý như vậy. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Hóa vàng cho các cụ này rằm đi các bác nhé. Em lên để lên mái để cắt cái phôi Nam Điền rất là ục ịch. Em trước đây lấy thì bây giờ làm các bác nhé. Tôi sẽ cắt một vài cái cút để quay các bác. Rồi, các bác nhé. Lên mái thôi.